Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay lắng rắn mình xoay Rubik cho vui nha các bạn. Các bạn có ai xoay với mình không? Mấy ngày nay, 2 ngày nay mưa quá, không biết làm gì. Mình xoay lâu quá rồi, bây giờ xoay lại Rubik cho quý vị coi cho. Có ai có cái công thức thì xoay hơn nữa, hay hơn nữa là trao đổi với mình Trước tiên là mình phải chọn một cái màu nào đó mình làm đáy này các bạn. Ví dụ bây giờ là tôi chọn màu trắng nha. Để tôi xây rồi mới nó ra rồi mới nói với các bạn nha. Các bạn mà đầu tiên là các bạn muốn xây cái bước đầu tiên nhất là các bạn cần phải chọn cái hình đáy. Ví dụ bây giờ tôi chọn cái hình đáy, màu đáy của nó là màu trắng này đó, thì các bạn phải phải sắp xếp cái bước đầu tiên là cái yêu cầu đầu tiên. Cái yêu cầu đầu tiên là cái chữ thập này của cái hình, cái màu đáy này là các bạn phải, nó cái màu nó phải bên này nó phải trùng là cái tầng hai của nó, cái tầng dưới của nó là phải phải trùng màu với cái màu trung tâm đây nha các bạn. Đó đó, ví dụ đây đó, màu trắng nó này nó phải trùng với cái màu đây, màu trung tâm đó. Nói tóm lại đó, nó phải trùng là lên cái màu trung tâm của nó nha các bạn. Đó, bây giờ đó đó, sau khi đạt cái bước này rồi thì các bạn để cái màu trắng dưới đáy là nó xuống dưới đáy luôn, mình cầm nó cho nó dưới đáy vậy luôn, là mình bắt đầu mình đi các cái bước tiếp theo. Tiếp theo là các bạn để ý này, những cái màu trắng mà nó nằm bên mặt ở cái tầng 3 như thế này, tầng trên như thế này là mình đều đưa được xuống dưới đáy hết, phải không? Đó, đều đưa được hết. Riêng thằng này là chút nữa mình tính sau, chứ thằng này nó nằm mặt trên trời vậy là mình không thể đưa được. Đây, bây giờ đây. Đó, ví dụ như bây giờ các bạn cái yêu cầu là cái mặt trắng mà muốn đưa xuống đưa dưới đáy là nó phải nằm ở cái tầng trên và nó nằm bên hông như thế này là được. Đó là rất đơn giản, là các bạn phải chọn cái màu bên hông của nó là nó phải trùng với cái trung tâm đây. Cái sáng hoàng các bạn. Đó, có nghĩa là cái màu đây nó phải trùng với màu trung tâm đây, màu trắng á, màu trắng á. Khi mà chọn cái màu trắng này đưa xuống đáy á, thì các bạn phải coi cái màu bên hông nó là màu nào, thì các bạn phải xây nó về đúng ngay cái trung tâm cái màu đó của nó. Rồi thì các bạn chỉ cần là đưa cái thằng này lên chỗ thay thế này, là mình né nó đi để mình đưa cái thằng này lên, mình đưa cái thằng này lên chỗ này thì là mình đưa nó xuống được. Xuống rồi tiếp tục, cứ tiếp tục coi cái thằng này đã màu này trồng rồi thì các bạn cứ xây qua nó vào này và đưa cái thằng này lên đón nó thôi. Cứ các bạn à, cái thằng trắng này mà nó có cái bên hông nó là cái màu nào đó thì đưa về cái trung tâm đó. Đó, đưa về trung tâm đó thì các bạn chỉ cần là đưa nó qua đây
Đó. Mình đưa nó qua đây là mình lối nó lại đây là nó trùng với màu đấy rồi mình đưa xuống. Đó là sau khi mà nó đạt tới cái bức là cái đáy toàn bộ màu trắng hết rồi đó, khi lúc đó là các bạn bắt đầu mới đưa cái ở dưới nền đáy này lên là ở trên đó. Các bạn nhớ nha là nó phải luôn luôn cái chữ cái trục giữa nó đây, nó trùng với cái màu trung tâm này, trùng với cái màu trung tâm ở dưới này đó, thấy chưa? Rồi tiếp tục bây giờ là mình làm sao mà cho nó hai cái tầng trên đây là nó đều màu hết, nó trúng màu hết, nó đều hết hai tầng trên là toàn bộ là đúng màu hết, rồi cái tầng dưới cùng là ta tính sau. Không? Lâu quá cũng hơi quên rồi quý vị. Rồi gặp cái trường hợp đặc biệt này mà nó nằm như vậy là hơi khó nha quý vị, nhưng mà vẫn có cách. Đó, sau khi đạt tới mức là hai tầng trên là đúng màu hết rồi nha các bạn. Đó, hai tầng trên đúng màu hết rồi thì bây giờ cái bước tiếp theo là các bạn phải làm sao mà cho các cái màu của cái chữ T này này, đây là gọi là chữ T này, nó phải trùng, nó trúng cái màu này. Hai cái bên góc đây thì là chưa cần để ý tới, phải không? Đó, bây giờ ví dụ đây các bạn làm sao cái màu vàng nó nằm đây và cái màu có cái hộp là nó nằm phải nằm đây đó, thì nói chung là nó phải gọi là chữ T các bạn, để mình nhớ lại nha, lâu quá. Có thằng em hồi mình chỉ nó làm á, chỉ nó làm cách đây coi như cũng lâu rồi 6 7 năm giờ mà vừa rồi nó quên, nó gọi điện nó hỏi lại mình mới nhớ lại, còn bây giờ để mình làm lên đây cho các quý vị coi chơi. Đôi chân ta đi xong còn ở lại, mình ở đây gần đường á các bạn, mình ở đây gần đường mà xe chạy đã ồn mà
có mấy cái nhà bên này này hát karaoke là cũng hát suốt à, tối lại hát suốt. Có nhiều lúc là mình muốn live stream hay là mình đánh bản nhạc rồi thu âm cho, mà cũng rất là khó khăn nha các bạn. Đó, sau khi là theo cái yêu cầu là cái chữ T này là nó đã trùng màu với cái ở dưới cái tầng đấy, nó phải trùng với cái trụ trung tâm này rồi, thì là coi là bước này đã hoàn thành nha các bạn. Đó đó rồi. Thì bây giờ cái vấn đề là mình phải nhìn cái góc này này, nếu như đúng của nó thì là nó phải đúng ba cái màu gần bên là nó phải đúng. Được chưa? Như cái này sai này, cái dấu chấm này là ở đây không có này, bên này cũng có, bên này cũng có này, gọi là sai. Thì bây giờ là tiếp tục ta làm một cái công thức nữa để sắp xếp những cái cục góc này nó về cái vị trí đúng của nó. Vị trí đúng của nó có nghĩa là ba cái màu của nó này, ba màu của nó, màu vàng đây là ở đây, bên đây có vàng là đúng rồi, mà cái màu lần này thì phải yêu cầu là chỗ này phải có một cái màu đó, hoặc là ở dưới này. Nói chung là một cái cục góc là ba mặt xung quanh là đều phải có màu của nó là mới gọi là đúng. Bây giờ chúng ta đưa về cho nó vị trí đúng nha. Giờ cái là ta làm cái công thức sáu mặt đó, các bạn. Công thức sáu mặt gọi là sáu mặt đó. Cứ chưa đúng thì tiếp tục cứ làm cái công thức sáu mặt cho khi nào mà bốn cái cục góc nó về đúng vị trí rồi bắt đầu mình mới làm cái công thức khác. À, đúng được một góc rồi này các bạn, đó màu xanh này, đó màu đó này, đó rồi đúng được cái cục góc này. Cục ngoài còn sai, cục ngoài còn sai. Rồi tiếp tục cứ làm công thức sáu mặt ha. Rồi sau khi các bạn làm đúng hết tất cả như thế này rồi thì là coi như là cái bước là đã được 98% là thành công ha. Bây giờ mình chỉ cần xây coi như là một lượt cái công thức nữa thì là tất cả đều về vị trí đúng nha các bạn. Đó, khi cái này này ba cái màu của cục góc này là đều có hết đó, cái màu xanh này nó nằm như này đó, màu chấm thì ở đây đó, màu đỏ thì đây đó. Rồi bây giờ tiếp tục ta làm một cái công thức nữa là xong nha các bạn, coi như là đạt tới là 98% rồi. Ôi rồi hoàn thành ha. Các bạn, rồi các bạn thấy chưa, coi như là mình đã hoàn thành đúng không? Đó đó đó, rồi coi như là nãy giờ mình xây không biết là bao nhiêu phút. Hồi xưa là mình xây 12 mấy phút, 10 mấy phút, rồi xuống 7-8 phút, có hồi nó lộn ra là cũng làm cũng cả 30 phút á, nó mới ra. Rắn mà nay, rắn mà mưa tầm tã hai ngày nay, mà mưa tầm tã hai ngày nay cứ ngồi trong phòng lại thôi. Không có ai nói chuyện hết mà. Nhiều lúc là lên trực tiếp rồi mà cũng bạn bè cũng ít có gặp quá. Nhà đốc Phù Mỹ nay làm ăn giàu chưa? Mà cứ để vậy chứ không có thấy hình đại diện cũng không biết ai hết nha. Nhà đốc Phù Mỹ gửi cho anh tấm hình coi, lâu quá anh em Phù Mỹ mình mười mấy năm mình không có làm ở đó nữa, thì nay cũng không nhận ra đâu, nếu như mà có gửi hình thì biết.
Tôi vậy ha, mình xây Rubik cho nó vui vậy thôi nha các bạn. Các bạn nào mà thích xây Rubik thì là liên lạc với mình để mình coi, mình tìm lại công thức mình gửi cho xây cho vui ha. Rồi tạm biệt nha, tạm biệt nhà đất Phú Mỹ nha. Nay rảnh mà.